Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Hôm nay quay mai không có những mai gì thì để anh Minh mình giới thiệu ha. À chào anh. Dạ đang nhổ lông anh Tứ. À nhổ lông ha. Lông rồi. nó vừa với chạy Tứ nha. Thì cũng xin chào cô chú anh chị em đam mê mai vàng trên cả nước. Thì hôm nay em cũng có về một số mai tàn, mai phôi đồ quay lên giao lưu với anh em nha. Thì cũng gửi lời cảm ơn anh em đã ủng hộ em clip trước thành công tốt đẹp. Hết nay về lô mới. Rồi. Dạ. Thì hình thức em mặt hàng hôm nay cũng xếp cho anh em toàn quốc. Rồi. Dạ. Thì em quay cây nào em báo chi tiết cây đó đi anh. Rồi, mã số đầu tiên mình là mã số 1 đi ha. Dạ, mã cây số 1. Rồi, chiều cao với tán ngang nó khoảng bao nhiêu đây anh? Nhanh gọn lẹ đi. Bây giờ em đo như vậy là nó 1m2 á, 1m4 đi anh Tấn ơi. 1 ha, còn cao. Dạ, 1m1 đi. Bây giờ chiều cao á, em lấy cái thằng này á là 1m2. Rồi. Lấy em lấy thằng cây cao cao nhất nữa là anh bổ đồng giùm em vậy ha. Rồi. Như vậy lẹ đi anh. Rồi, xe xe ha. Dạ. Với nói anh em trước luôn là cái mai này là mình giữ tàn. Nên là mình không có làm để làm gì, nhưng mà lúc anh em chốt á thì mình chỉ lấy sơ sơ đất ra thôi. Cạo sơ ra thôi, tại vì mai giữ tàn giữ lá cho anh em để trồng lại thì vậy đi cho đỡ mất sức anh em. Rồi, mình sẽ xe dấu dưới tay cạnh cái. Vậy đó. Còn anh em muốn làm đế lá có đế và mai phôi á, mình có mai phôi làm đế. Rồi, cho cái quà đẹp nó luôn anh. Cây số 1. One. Thoát thân thấp 22 anh em ơi. Rồi. Chắc ha. Rồi. Chắc luôn nha anh. 850.000. Rồi, 850.000. 850.000. Bao ship toàn quốc luôn. Nha, số 1 để ghi cho nó cái kỹ số 1 đi. Rồi. 850k. Xuống cây. Quay anh chưa mà? Ủa, quay gì nữa? Quay vòng vòng chưa? Chưa mà. Rồi, xe xe. Nha, nè. Tại khúc đầu anh làm. Làm em quên. Đây. Rồi, mã số 2 luôn. Là mã số 2 quý vị. Thì anh em cũng dòm nha, mình cũng không có làm đế nha anh em. Đây, cây này thì cao tầm bao nhiêu đây anh? Rồi nè, đây nè, cái cây này em sẽ đo luôn nè. 1m7. Rồi, tán ngang. Thì tán ngang nói chung là em nói là 1m2, 1m4, 1m2 đi anh. Rồi, vậy mấy cây sau khỏi đo nữa ha. Dạ. Rồi xe xe nha. Nát cây nào tệ cũng đo chứ đâu gì đâu. Rồi vô hoành luôn. Mười chín đi. Rồi, thì không làm đế anh em. Nói chung là không làm đế thì cây nó khỏe rồi anh em. Xù. bể đó nè. Ừ. Thôi nói vui thôi. Cây số 2. Cho luôn nhiêu anh? 800. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 3 luôn quý vị. Rồi, em này cho cao ngang nó luôn anh. Này cao chắc cũng khoảng 1m6, 1m5 gì đấy ha. Đo cho chắc đi ha. 1m5 anh. Rồi. 1m6 luôn á. Đúng rồi anh Tứ, đúng đúng á. Rồi, tán ngang nó khoảng nhiêu đây anh? Tán ngang mét anh. Hẹp hẹp à. Dạ. Tán ngang hả? 95 anh. Rồi. Thì mình không có làm đế làm gì, cây nó mạnh á anh em. Khai thác đế nói chung thì cây nó hơi yếu một chút. Rồi, hoành lên anh. Hoành 18 thôi. Rồi. Bỏ đi. Anh em mà về khai thác số này 19 phải á. Rồi, cái này giá luôn nhiêu anh? Số 3 700.000. Rồi, 700. Này hả? Thôi luôn, giảm giá anh em luôn 650 thôi. Rồi, 650 luôn. Rồi. 650 nói lại anh em. Rồi. Xuống cây. Tiếp theo luôn quý vị. Mã số 4 ha. Dạ số 4 anh. Rồi, số 4. Số 4 này em cũng chưa kịp bung tàn nha anh em. Rồi.
Tại em trời mưa bão quá em về cái muốn lu buông việc ấy, cũng không có buông tàn nữa. Rồi, cho chiều cao luôn đi anh. Để mưa anh ơi. Dạ. Thôi mét rưỡi đi anh tính em hết mét rưỡi hết cho em đi. Rồi, mét rưỡi hết. Dạ, mét rưỡi hết đi anh. Nó có dư á. Rồi, tay cành đẹp quá nè ha. Tay ngang anh tính cho anh em mét mốt giùm em hết đi. Rồi. Cứ vậy nha quý vị. Rồi, hoành luôn. Em đo mút trên này luôn. Tính em 17. 17 đi. Dạ, 17. Rồi, giá luôn như đây anh. Giá 600 ngàn. 600. Dạ. Mã số 4 ha. Số 4. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 5 luôn. Này bán đất bán cây gì trên mướt rồi luôn anh. Rồi này cao khoảng 1m6, 1m7 vậy ha. Tán ngang này khoảng 1m1, 1m2 vậy quý vị tầm đó nha. Đó, tàn cũng bự ha. Đó, cái này anh Minh anh tỉa bớt mấy cái nhánh chét hết rồi nè. Dạ em rút bớt nhánh chét rồi. 18 anh Tấn ơi. Rồi 18 qua. Dạ 18 rồi. Cái này nó không có gì nha anh em. Này nó không có gì hết. Dạ. Rồi giá luôn nhiêu ra. Cây số 5 giá 700 ngàn anh em ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây. Cây này quá cao anh. Cây này. Rồi tiếp tục mã số 6 luôn quý vị. Rồi, em này cũng chưa bung tàn luôn ha. Này cao chắc khoảng 1m4 à. Rồi. 1m4 đi anh, không có gì đâu. Này anh em mình cũng bó lại anh em cứ dòm chi tàn nha anh em. Bó lại vẫn thấy rõ ha. Khỏi cần bung. 17 anh em ơi. Rồi, 17 rồi. Cây số 6 này giá 700 ngàn luôn. Rồi, 700 ngàn luôn. Rồi, xuất cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Lên cây số 8. Mã là sao? Cây này cây số 8 anh. Sao khi mã số 6 mới giờ 700 ngàn. À. Rồi, mã số 7 nha quý vị. Rồi chiều cao này khoảng tầm 1m7 nha quý vị. Tán ngang này chắc 1m1 hơn. Đó, tàn bự ha. Rồi vô hoành luôn. Tao muốn trời mộng trên luôn anh. Rồi lúc đó 18 ha. Xuống đây là giờ 19-20 phải á. Rồi chắc luôn. Cây này cây số 7 nha anh em. Rồi số 7 này lá bự quá ha. Ừ. 700 ngàn luôn. Rồi 700 ngàn luôn. Cái này 700 ngàn cũng rẻ chứ. Thôi kệ. Rồi số 7 700 ngàn. Rồi xuống cây. Lá bự hết sức bự. Rồi lên số 8 luôn. Số 8 anh em ơi. Rồi mã số 8 thì em này cao chắc khoảng là 2 ở đó. Rồi tán ngang khoảng tầm 7-80 vậy ha, 70 đi ha. Cái này càng hơi mini xíu ha. Chia cạnh đều anh em. Rồi quý vị nhớ chia cạnh ha. Chia cạnh khá ha. Rồi quanh luôn. Đâu muốn cho mộng cho luôn, 15. Rồi, 15 quanh. Cho luôn nhiêu đây anh? 450. 450. Rồi. Xuống cây, mã số 8 nha quý vị. Số 8. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 9 luôn. Số 9 anh em ơi. Rồi, mã số 9 em này cao tầm khoảng 1m6, 1m7 gì á. Rồi tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Nó xây xây cho quý vị nghe tàn luôn nè. À.
cành đều quá ha. Chia cành nè anh em khỏi nói ha, xỉa tiền hết. Rồi vô hoành luôn, tại cành đẹp nha quý vị. Hoành thì chắc hơi nhỏ. Hoành nhỏ 15 anh em ơi. 15 hoành. Giá luôn nhiêu đây anh? Cây số 9 này giá 4,5 triệu. Rồi 4,5 triệu. Từ từ để em ghi số cho nó chính xác, 4,5 triệu. Rồi. Này tay cành đẹp. Rồi xuống cây. Số 9 4,5 triệu. Rồi mã số tiếp theo, số 10. Cây số 10 anh em ơi. Rồi mã số 10 ha. Cái này cao chắc khoảng 1,5 m đổ lại ha. Cái ngang chắc khoảng tầm 1,1 m. Cây này lấy 1,4 m là chắc luôn. Nói chung tầm 1,5 m trở lại nha quý vị. Đó, quý vị nhớ tay cành ha. Rồi chỉ cành đã mút cái này luôn anh ơi. Dướng dây dướng đồ mất công quá. À, lúc cái tên nó là nhiêu? Dạ, 17, 16 anh em. Rồi. Thì xuống đây thì 18 phải ha. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Cây này cây số 9 luôn, anh em chốt 500 ngàn anh em ơi. Số 9 hay số 10 anh? Số 9 anh, số 10 anh. Trời, số 10. Con ghi giùm cha con. Rồi, số 10 nhưng quý vị 500 ha. Dừng máy, rồi, em, xuống cây. Dừng máy em thả chó coi. 11 anh em ơi. Rồi, rồi cây số 11. Cao tầm khoảng là 1 m. Ở này tính khoảng 1,4 m thôi. Rồi tán ngang khoảng 1,1 m nhưng quý vị. Rồi xe xe luôn. Đó. Tàn cũng đều ha. Kính tàn quá nè. Thôi đâu có cây rẻ rẻ cho anh em chơi coi. Rồi quanh. Quanh gần 19 anh em ơi. Rồi chính xác ha. Giá 400 ngàn. 400 ngàn. Bao ship luôn. Thằng này bán chắc không được bình thường quá. Rồi xuống cây. Mã số vừa rồi là 11 ha. 11. Rồi tiếp tục lên. Lên 12. Rồi mã số 12. Rồi em này cao cũng tầm 1,4 m đi. Rồi tán ngang 1,1 m. Rồi quý vị mình nghĩ ha. Dàn xương. Chi tàn anh em ơi, xem chi tàn nha. Rồi vô hoành luôn anh. Hoành luôn. 14 có hơn anh em ơi. Rồi. Xuống 15 phải á. Rồi vô luôn nhiêu anh? 400 ngàn luôn. 400 luôn. Bao ship luôn. Rồi xuống cây. 400 ngàn. Cây này cây số 12 đi. 12 đi. Lên 15 cây này thôi anh ơi. Rồi mã số 12. 12. Xuống cây. 12 thôi em lên 15 cây thôi đi, còn nhiêu để lại đi. Rồi, 15 cây tàn đi. 15 cây thôi ha. Dạ 15 thôi lên đây. Giờ vườn của anh thì còn nữa nhưng mà nay giới thiệu 15 cây tàn thôi. Rồi cây này cây số 13 nha anh em. Mã số 13 cao khoảng 1,6 m. Đến 7. Tán ngang khoảng 1,2 m nha quý vị. Hôm nay cái tàn bự nè. Rồi. Tại cành kích rịch luôn ha. Dạ. Nói chiều cao chiều ngang giùm em ha. Rồi, báo rồi. Tại cành thì quá khích luôn. Rồi, quanh. Quanh 18 anh em ơi. 18 quanh. Khai thác đế 19 phải ha. Cây số 13 này mình giao lưu với anh em là giá 700 ngàn. Rồi, 700. Tại cành kích luôn. Tàn bự luôn. Rồi, xuống cây. Từ 3 nhân quý vị. Rồi mã số tiếp theo 14 luôn. 13 bán 700 ngàn con. Con tập trung nghe máy giùm cái đi. Rồi mã số tiếp theo 14. Em này cao tầm khoảng 1,7 m ha. Tán ngang này bung ra chắc khoảng 1,1 m. Lá như lá sồi vậy. Quá bự trời. Bự, hết sức bự luôn ha. Bộ lá này hết chích bộ lá luôn. Rồi đo luôn hoành đó. Đo hoành luôn. Hoành 20 mút trên này anh em ơi. Rồi, xuống 21 khỏe ha.
Năm nay có bộ lát cực kỳ bự. Rồi cây số 14 anh em ơi. Cây số 14 này mình giao lưu với anh em giá là 800.000. Rồi, 800. 20 hoành luôn. Có bộ lá bự luôn. Lá như lá sồi. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây 15 luôn. Thì hết cây 15 này mình chuyển qua phôi nha quý vị. Thì vườn của anh Minh vẫn còn một số em mai tàn vậy ha. Rồi cây 15 anh em ơi. Alo ha. Mai tàn mình 15 cây thôi. Rồi, cao khoảng 1.5 m nha quý vị, tán ngang thì 1.1 m ha. Rồi, xây cho quý vị cái tàn các anh. Anh em nhanh tay ưng ý chọn chốt mấy thằng này về trồng ngay đợt mùa mưa nha anh em. Cây đám cây mưa hay cây mưa nó hết rồi. Rồi, hoành luôn. Thôi đó trên này luôn đi. Bỏ luôn. Bỏ nhanh dưới đi anh em về khai thác đế cứ tính. Rồi 16 anh em ơi. Rồi. Cái đây anh em thoát thân thấp nha anh em, đây chi nữa nha anh em. Rồi. Rồi bên đây nữa nha anh em. Thoát thi chấp thấp. Cây này cây số cuối 15 phải không? Rồi cây số 15 rồi, chơi luôn như dễ nhớ luôn 500.000. Rồi 500. Rồi mình coi như cái gì? 15 500.000. Tiếp xe luôn. Số tiếp theo là 16. 16 luôn đi anh em ơi. Rồi 16. Cho anh em dễ nhớ. Sao là phôi ha. Phôi. Rồi, chiều cao luôn ha. Chiều cao bây giờ mỗi cây em đo coi. Thôi anh nước lượng giùm nha anh Tấn. Thôi mỗi cây em đo đi anh. Phôi đo. Thôi rồi cây này 75 á. Rồi, hoành luôn. Phôi chắc cũng lẹ mà. Em đo hoành luôn nha, rồi em xây một vòng nha. Dạ. Thì hoành 21 anh em ơi. Rồi 21, rồi dạ. Chính xác luôn. Rồi xây luôn. Cây này mình tính cho em cây 16 nha. Rồi, vô đế luôn nha quý vị. Dạ, 16. Rồi mã số 16. Giá luôn nhiêu đang? Rồi 16 giá 500.000. 500. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 17. Số 17 anh em ơi. Rồi. Cao luôn. Cao nó vậy luôn anh. Rồi vậy khỏi đo ha. Cao cũng là 65 anh ơi. Rồi, hoành luôn. Em nói luôn cho. Dạ. Cái này không có nó quan trọng đâu. 20 anh em ơi. Rồi, xây luôn anh. Cây số này cây số 17 nha anh em, để mình đọc cho số thứ tự cho. Rồi, cụ đế ha. Cây số 17. Giá luôn nhiêu anh? 500.000. 500 luôn. Rồi, xuống cây. Thì anh em về ghép vô đóng mấy cái bo này anh em. Chẳng qua là mình xả phôi là chẳng qua trên cái này nó đọt nó không chuẩn. Nó không chuẩn nên bắt buộc mình phải xả xuống. Rồi. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 18 ha. Số 18. Đó lý do là đây tàn chi nó đều nè, nhưng mà nó nằm trên này nó không đều nên mình xả phôi xuống chứ không phải là cây si nha anh em. Lá vẫn còn mà xanh tươi nè. Rồi, chiều cao luôn anh. 6 tấc. Rồi. Rồi, vô hoành luôn. 16. Rồi, có thước anh đôi anh. Dạ. 17. Rồi. 17. Rồi, xây luôn. Mưa tới bây giờ nè. Cây 18 anh em ơi. Rồi, xây đế luôn. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Nhanh tay chốt luôn. Cây này 500.000 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếng xích vô anh Tấn. Rồi, mã số 19. Rồi, cho chiều cam nó luôn anh. 60 anh em ơi. Rồi. Hoành 18 anh em ơi. Rồi, xoay luôn anh. Hoành 18 anh em ơi, giá 450. Để đều quá ha. Ừ, đế nói chung là không xịt rửa nha anh em. Anh em cũng dòm. 450 ha. Dạ, 450. Rồi, xuống cây. Số 19 nha quý vị. Chia cành đều. Tiếp tục mã số 20 luôn. 20 luôn anh em ơi. Rồi. Rồi, chiều cao. Rồi, 60 luôn. Cao 60, hoành. Hoành 18 có 17 có hơn anh em ơi. Rồi, 17 hơn. Rồi, xây luôn. Rồi, đế luôn quý vị. Đế không xịt rửa anh em. Bốn mặt có đủ quá. Rồi, cây số 20 luôn anh em ơi. Giá luôn nhiêu anh? Rồi 20, 450 luôn anh em ơi. Rồi 450 luôn.
Rồi xuống cây. Chia cành đều hả anh em. Về đóng mấy cái bo vô. Rồi 21 luôn. Bảy mươi anh em ơi. Rồi cao 70. Hoành. Hoành 17 anh em ơi. Rồi xây luôn anh. Cây này cây số 21 nha anh em. Rồi. Để ghi số anh. Được. Rồi để ha. Rồi cho luôn nhiêu anh. 300 ngàn anh em ơi. 300. Rồi xuống cây. Tiền nào của nấy. Ha ha ha. Rồi mã số tiếp theo là 21. Cây này cây 22 anh em ơi. Mấy? 22 anh. 22 hả? Phải không con? 22 rồi, anh. 22 quý vị, vậy là mình nhầm rồi đó. Đó 22. Thay cành đẹp quá nè ha. Rồi cao luôn. 75 anh em ơi. Rồi. Hoành 18 có hơn anh em ơi. Rồi. Rồi xe xe luôn. Cây này cây số 22 nha, để em ghi vô anh ơi. Đẹp ha. Dạ. Để xe đều luôn nè. Đế anh em khỏi lo ha nè, anh em coi đế nè. Rồi anh em nhanh tay chốt này 400 ngàn. 400. Rồi, xuống cây. Vậy luôn đi. Rồi, mã số 23 luôn. Rồi, cây 23 anh em ơi. Cây này cũ nha anh em. Rồi, có cụ đế ha. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 60. Rồi, vâng. Bao nhiêu anh? Rồi 19. Rồi 19. Để xây cái cũ luôn. Rồi, giá luôn như đây anh. Này cây này cho cụ đế anh em rồi 500 ngàn anh em ơi. 500. Rồi, xuống cây. Chi cành vẫn có điều ha. Rồi, mã số tiếp theo. 24 ha. Rồi, cây 24 anh em ơi. Rồi, chiều cao luôn. Em ghi số vô anh, có gì mình nó nói chị. Bảy lăm. Rồi hoành. Hoành 16 có hơn. Rồi xe rồi. Xe luôn. Gì nghĩa tay cành ha. Cành cũng đều hết nè. Xuống đế luôn. Rồi cây số 24 này giá 400 ngàn luôn anh em ơi. Rồi, chi cành đều ha. Anh em về sạc phôi ra năm gần Tết có phôi để ghép nha. Rồi. Được tiếp theo luôn. 25 ha. Rồi 25. Em ghi vô đây. Để mình nói cái mình quên 25. Rồi. Rồi, chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao 75. Rồi, hoành. Hoành 19 có hơn anh em. Rồi, chính xác. Để luôn. Xây xây. Tại cành đẹp ha. Rồi. Rồi xuống đế nha quý vị. Hồi đế anh em. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Giá 500 ngàn, cây số 20... 5. 25 luôn anh em. 500, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 26. Cây 26 anh em ơi. Rồi. 6 cây thôi không? Đúng rồi đó. Rồi, mã số 26 ha. Rồi, cao luôn. 60. Hoành. Hoành 19 có hơn. Rồi. 18 có hơn. Rồi 18. 19 điêu. Đế anh, đế này nó rải tứ diện hết nè. Rồi. Dạ, em không xịt rửa nha anh em nên dòm nó cũ cũ vậy mới á. Dính xịn. Dạ, cây 26 rồi giá 500 luôn. 500. Rồi. Xuống cây. Về anh em đóng cạch 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 cạch. Cạch 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 năm bò vậy. Phải đóng cái gì? Rồi, mã số 27. Rồi 27 anh em ơi. Rồi cao luôn. Này siêu siêu nè. 70. Hoành 18 có hơn. Cái này cái số 20. Gì mã số 20 27. 27. Sao cái này con không dám keo lên coi sao một số con không dám keo. Con cây này không dám. Rồi thôi 27 không dám keo rồi xong thôi 300 ngàn thôi. Không dám keo 300 ngàn hả? Bả gì cái tổ không dám keo. Con nhấn keo lên con, nhấn keo vàng lên cho ghi con. 7. 7 rồi cây 28 luôn nè, không dám keo luôn. Trời, để cây 28 cũng không dám keo luôn nữa. Rồi.
ghi xuống bầu. Rồi, chiều cao luôn anh. 65. Rồi, hoành luôn. Hoành 20. Rồi, chính xác. 20 hoành. Tổ không dán keo luôn, 300 ngàn luôn cho rồi luôn đi. Không dán keo 300 ngàn hả? Trời ơi, thiệt chứ. Mắc hơn cái gì? Dán keo tiền keo. Chia cành đều nha anh em. Cây gì đế giống như đế sổ nè. Không dán keo thì 300, còn rồi khỏi tấm tiền keo. Con thiệt chứ. Rồi, lên 29 luôn. Rồi, 29. Rồi, chiều cao. Mét quanh. Quanh 21. Rồi, xoay xoay luôn. Cái gì nghĩa ha. Cái cành cũng kháo nè. Cây này cây 20. Rồi 29 là gì, trên 30 cây ta. 29. Rồi, cái gì nghĩa ha. Thì em này có cái vết sẹo mấy bên kia không nè. 29. Này hả? Để em coi đây, đúng anh tướng. Không, nó đúng rồi, nó lũa rồi. Rồi, nó bị chất sẹo bên đó ha. Rồi, cái 29 giá 500k anh em ơi. Nhanh rồi. Tay chốt cái này đi. Để lực luôn. Rồi, xuống cây. Lên 30 luôn. 30. Thôi 30 cây thôi anh Tướng ơi. Để đi muốn ráp clip nữa. Rồi, cũng còn số cây thôi anh giới thiệu. Dạ. Tới mã số 30 thôi ha. 30 đi. Rồi. Thôi lên hai cây đó cho khách luôn đi ha. Hai cây đó nó vô cặp á. Rồi. Rồi, cây này cây 30 anh em ơi. Rồi. Cây 30. Rồi, đo ngang đó thì do hoành luôn. Hoành 18. Rồi, 18. Chiều cao nó khoảng 2 4 5 tấc. 5 tấc. Rồi, em này có cái nhắn lắc ha, có cũ. Cây này cây 30 nha anh em. 30. Chứ còn nhiều lắm, đợi anh Tướng quay clip cũng có hạn. Dạ. Rồi, cái 30 500 ngàn. Rồi. À, số 30. Để lấy thằng này nó vô cầm 30. Rồi, nào đó. Đây nè. Thằng 31 nè. Dạ. Rồi, mã số 31 nha quý vị. Rồi, 31. 31 cho 30 dán lắc nhẹ với nhau phải không? Dạ. Rồi, chiều cao này khoảng hơi có thước đó, anh đo đi. Rồi, 80. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 15 có hơn. Rồi, xoay xoay luôn. Đế này đừng khỏi chơi nha anh em. Cây này cây 31 nha. Nè, anh em dòm cái đế nè ha. Nhanh tay chốt cái này 450. 450. Rồi. Này, cây này mới giữ nè. Lấy cái này luôn đi. Hả? 32 luôn. Hết luôn hả? Rồi, hết luôn. Tức là kệ nó kêu hết. Rồi, thì làm nhanh lên. Rồi, nhanh lên đi. Một xe lùng lực. 40. Rồi. Quanh 15. Rồi, xe xe luôn. Cây này cây 32. Báo giá luôn. 500 ngàn. Rồi, xe cái cụ đế giúp em cái. Rồi, nè anh coi nè. Trời ơi, cây này 500 ngàn chốt anh em. À, đẹp ha, 500. Rồi. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 33. 33. Rồi, cao luôn. 70. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 20. 20 yếu xíu nha. Rồi, suốt đây 20 anh. Rồi, đến. Rồi, xe xe luôn. Đó, tay cây 33. Để xe đều nè. Giá 500 ngàn. 500, để đều. Nói chung đế lực anh em, cây mà củ nổi chứ A không anh em. Rồi, xuống cây. 33, 500. 34 luôn. Cây 34 anh em ơi. Rồi, nhanh nhanh gọn gọn. Ha. Phôi mà anh em dòm sơ sơ ha. 60. Rồi, qua. 19. Rồi, xe xe giúp em luôn. Cái này cây 34. Rồi. Để luôn nè quý vị. 450. Rồi, 450 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên em 35 luôn. Cây 35 cuối clip. Rồi, chiều cao. 60. Rồi. Qua. Hoành 16. Rồi, xoay xoay luôn, quý vị nghiết tay cành luôn ha. Rồi, cây 35. Rồi, cây cuối clip anh em ơi. Để đây. Thôi, 35 cây được rồi. 35 cây rồi, xong cây này cây cuối clip giá 200 ngàn. 200 luôn, phạt tiếp luôn. Ráng còn hết cuối, ráng còn hết cuối clip lấy cây này nha anh em. Cục đất nó cũng hết bọn tiền nè. Này giống như cây phiến mãi. Chi tàn đều nha anh em, đó chứ không phải tệ nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mình dàn alo anh áo xanh. Mong anh em xem hết cuối clip lấy cây 200 ngàn nha anh em. Rồi, cảm ơn quý vị, clip xanh.